Không kể ngày đêm vượt qua mọi khó khăn, với quyết tâm chính trị cao, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm, cao điểm 70 ngày đêm, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử. Làm đăng ký cho người dân ở địa bàn xã là rất thuận lợi cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được làm gần nhà, không phải đi lại khó khăn và bất kể chi phí đi lại cho người dân. Hai cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là căn cơ nhất đó là tăng cường nguồn lực con người và cái cơ sở vật chất phục vụ trong các cái hành chính. Chúng tôi lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ và thái độ phục vụ nhân dân tốt nhất để phục vụ cho cái công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết các cái nhu cầu chính đáng của nhân dân một cách tốt nhất, nhanh nhất. Cái thứ hai là về tăng cường cơ sở vật chất thì được sự quan tâm của Bộ Công an, của Công an tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi đã đầu tư trang bị cái bộ phận một cửa của Công an thị xã đến Công an phường xã kiểu mẫu. Tính đến cuối tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh đã cấp được gần 3 triệu căn cước công dân gắn chip, vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày cho 100% công dân đủ điều kiện, duy trì dữ liệu dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, đã thu nhận hơn 2 triệu tài khoản và kích hoạt thành công gần 2 triệu tài khoản định danh điện tử, triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNEID giúp mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Bọn tôi làm theo truyền thống, tức là phải photo công chứng rất nhiều hồ sơ đi kèm để chứng minh cái việc cái hồ sơ là đã đủ điều kiện. Thì bây giờ là qua cái cổng dịch vụ công này thì bọn tôi là scan hồ sơ gốc và tải lên trên mạng, sau đấy lưu lại và mỗi lần dùng là ta cứ tải lại cái file đấy thôi, không phải đi công chứng nhiều lần và tốn thời gian, tốn chi phí. Công an Nghệ An là một trong những đơn vị trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư, phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành để phục vụ kết nối, chia sẻ. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện, đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, xác định đây là cái tiền đề chính trị quan trọng nhất, đột phá để tạo sự chuyển biến sâu rộng về chất lượng công tác cải cách hành chính cả trong nội bộ và ngoài xã hội, là phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cái trường hợp có vi phạm trong thực hiện chủ trương cải cách hành chính của lãnh đạo của tỉnh. Thực tế sau 2 năm triển khai đã thấy được những lợi ích mà đề án 06 mang lại. Những kết quả đạt được chính là động lực tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện đề án 06. Với quyết tâm chính trị cao, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vì lợi ích của nhân dân, tất cả vì nhân dân phục vụ.